Bảy tư, đồ bảy đâu. Cái thứ nhất là tháo gỡ bậy hoặc là các cái vi phạm lâm luật. Đi suối, lội suối, leo thác. Trong quá trình tuần tra thì rất nhiều cái khó khăn, cũng rất nguy hiểm. Đúng phải cái dây ấy, nó đã lăn xuống mà mày tung cái tải. Trong lòng của mình giống như bị siêu thoát, thật nhẹ lòng. Rất là sung sướng, không thể tả nổi. Phải yêu nghề, không yêu nghề là làm không được. Người cha, người anh đã hy sinh, bảo vệ rừng là mình là có cái động lực như thế. Anh em đã vào ngành bảo vệ rừng là anh em trong một cái nhà, ngôi nhà chung. Giống như gia đình rồi thì vui. Tôi là Viên Xuân Liên, người Tàu ơi. Thì hiện tại công việc chính là quản lý bảo vệ rừng cho dự án ở khu bảo tồn Sola ở địa bàn xã Nguyên, huyện là Lưỡi, tỉnh Huế. Hiện tại cũng được gần 14 năm rồi. Ok, rồi thì đi, tổng nhất mình đi được nữa. Đã. Trong đội là 5 thành viên, trong đó là bản thân tôi là đội trưởng, là người phụ trách trong đội. Trong một chuyến tuần tra là gồm có 6 ngày. Phân công là người ở lán trại, rồi là 4 người đi tuần tra. Từ lán trại là đến địa điểm nào đó là 6 đến 8 tiếng luôn trong một ngày. Sau đó là về lại lán trại. Bảy tư, đồ bảy đâu. Tất cả các nhóm là cái thứ nhất là tháo gỡ bậy hoặc là các cái vi phạm lâm luật như là khai thác gỗ này, khai thác vàng này, khai thác trăm này, rồi là các cái hoạt động khác của lâm dân. Mình giám sát gồm là các cái động vật nào là mình ghi nhận vào các cái dữ liệu. Trong quá trình tuần tra thì rất nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là địa hình địa thế. Thứ hai là các cái rủi ro như tai nạn gắn rết này, tai nạn rồi là bộ này, hoặc là những cánh nhánh cây hoặc là ngã trượt. Các cái khe là giống như khe lớn hoặc là các cái dọc đứng. Đó là mỗi cái đe dọa trong anh em tuần tra. Thứ hai là giống như mùa tháng 7, mùa như thế là hay gặp hiện tượng mưa rông. Mấy anh em đi xuống giai đoạn là cỡ giai đoạn 1 giờ, 12 giờ là lỡ đi giữa đồi rất nguy hiểm. Đi lúc nữa là sẽ
chủ yếu hành đánh khu vực trên đồi thôi, mà anh em lại đi khoảng nữa là anh em không kịp xuống ở dưới, rất nguy hiểm đấy anh em. Riêng bản thân tôi hôm nay ở khu vực này là cũng có một lần đó. Thì anh em là đi xuống thác mà tôi là người đi trước mà đứng ở dưới đó và cũng vô tình là do đụng phải cái dây ấy, mà nó đã lăn xuống mà may trúng cái tay này, cũng cái đá to ngắn này. Vì trong rừng là ở 22 ngày lận trong rừng, đêm cũng ở trong rừng, cũng có nhiệm vụ tuần tra là họ có đi soi, đi săn, là anh em cũng có nhiệm vụ để tạm giữ, phức tạp cho anh em vì công việc khá nguy hiểm. Đó là cái mối đe dọa của anh em. Trong quá trình tuần tra thao giờ 7 là phát hiện là một con thú nào đó. Riêng bản thân anh, trong đội của anh là người tái thả rất nhiều, cứu sống rất nhiều động vật là mắc bệnh. Là khi mà nhìn thấy là dây dụa như thế, mình cũng nợ lòng, nhưng mà cô. Rồi là thả cái động vật. Cảm thấy mình trong lòng mình rất nhẹ nhõm, rồi là rất là sung sướng. Niềm vui lớn nhất đôi khi anh em đi bảo vệ rừng là gặp những cái giống bậy, nữa là anh em phá được thứ nhất. Thứ hai là anh em là hay gặp những con động vật mà còn bị thương thì anh em có thể tài thả luôn tại chỗ. Và thứ ba thấy mình thấy như rửa là mình thả được một động vật nào đó, là mình thấy giống trong lòng của mình giống như bị siêu thoát, thấy nhẹ lòng. Đó là cái cảm giác cũng rất là không thể tả nổi. Phải từ thôi. Mưa gió thì như thế thôi, mình tạch đó cái thiên nhiên. Nhưng mà cái công việc dù ướt sẩm thế nào anh em vẫn cố gắng làm lán rồi nấu ăn, thì người thì phụ nhau. Vào trong trại rồi thì anh em cứ phân chia công việc, các anh em tự túc cứ làm một người một việc là xong, chứ đừng để anh em một người làm được không được, phải tự túc luân hồi, anh em làm như rửa rất nhanh. Có một cái bữa ăn, rồi là có một cái bữa để ngày mai tiếp tục. Qua một ngày làm việc vất vả, khó khăn như thế, thì vui vẻ nhất anh em là vân vay lán, được là cùng chung với nhau tâm sự của chuyện của ngày nay để là hương của ngày mai. Nói chung là công việc này là rất khó khăn cho tất cả các thành viên. Nhưng mà vì đam mê công việc, từ khi mà vào đây, từ năm đầu, năm 1, năm 2 là rất gắn bó. Là bên cạnh đó là cũng là có cái mà cái ý thức khi mà mình đã vào là cái khốn khổ rồi. Đó là cái trong là cái tâm của mỗi người. Phải yêu nghề, không yêu nghề là làm không được. Giống như tuần đi rừng là đôi khi cô đơn người này như thế nọ, sợ. Mà đôi khi có anh em sống với nhau giống như gia đình rồi thì vui. Nói chung là người ta ôi có, người kinh có, người ca tu có. Thì trong đó anh em đã vào
ngành bảo vệ rừng là anh em trong một cái nhà, ngôi nhà chung. Anh em là cố gắng hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau cái xương khổ. Anh em là luôn luôn muốn cái gắn bó. Nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, chủ động rà soát, bổ sung hoạt động.